Chào cả nhà, trong video hôm nay thì chúng ta cùng chia sẻ và trao đổi với nhau về hoa lý lun mọi người nhé. Đấy, một loài cũng khá là nhiều người yêu thích để có thể là trang trí và để những không gian nhỏ gọn và xinh xắn, cũng như là một số người mà không thích hoặc là không chịu được cái mùi thơm của hoa lý thì trong cái này cũng khá là đẹp với mọi người. Bây giờ nếu như mà mình muốn bắt đầu trồng hoa ly mà nó, để nó ra hoa đúng vào dịp Tết đi anh, thì mình trồng khi nào thì được ạ? Đối với lưu lún đấy thì thường thường là củ nó sẽ nhỏ hơn và do nên cái thời gian của nó cũng sẽ ngắn hơn là so với cái những cái loài ly cao. Ở đấy thì là cái những cái củ lưu lún màu vàng. Thường thường ấy, thời gian trong đối với ở khu vực miền Bắc thì khoảng đâu đó là rơi vào khoảng quanh khoảng 5-60 ngày. Đấy, 5-60 những ngày thời tiết mà những cái mấy năm nay nóng thì chỉ khoảng 50, quanh khoảng 50 ngày là bắt đầu là chùm chín và những cái bông ở dưới bắt đầu nó chín rồi. Còn một số mà nơi mà thời tiết mà khá là lành như ở vùng núi ở phía Bắc ấy, thì cũng phải đến hơn 60 ngày đấy, khoảng 6 quanh phải đến 65 ngày hoặc là hơn một chút đấy. Còn ở miền Nam thì thường nó sẽ ngắn hơn. Thường những cái loài nào mà càng ngắn ngay thì nó càng bị rụt ngắn hơn khi mà ở những điều kiện thời tiết là nóng, chẳng hạn như ở miền Tây rồi là miền Đông Nam Bộ hoặc là những vùng mà thời tiết nóng tương tự ấy, thì chỉ trong khoảng là 30 đến khoảng là 35 ngày là bắt đầu nở thôi. Thế là mọi người cứ sát một chút, vì thời gian trong mà càng ngắn thì cái tốc độ từ khi bắt đầu nó chín cho đến khi nó nở nó sẽ nhanh hơn, nên là mọi người cứ sát ngay, đặc biệt là khu vực thời tiết nắng nóng. Làm sao để mình trồng hoa ly lún như thế này nó không bị ít bị rụng đủ em? Đối với ly lún đấy thì một cái oái oăm đấy là nó hay bị rụng đủ đấy, là thường xuyên là hay xảy ra cái tình trạng đấy, bởi vì là nó củ nhỏ và cái thời gian nó ngắn nên là nó có thể là nó nuôi không có đủ được hoặc là nhiều cái yếu tố khác nữa dẫn đến là nụ nó dần là vàng hoặc là nó nhạt nhá. Mặc dù là có thể là có những cái cây nó vẫn xanh vẫn còn khá là tươi tốt, nhưng mà nụ vẫn rụng là cứ rụng. Thì cái phương án mà để khắc phục cũng như là hạn chế cái tình trạng này để là mình ướm củ mọi người nhé, ướm củ để trong cái điều kiện mát. Thì cái cách làm thì cũng rất là đơn giản thôi, cũng giống như kiểu ly cao ấy, thì đấy là mình lựa chọn những cái củ mâm ngắn cũng được hoặc là mới bắt đầu nứt ấy. Thì bắt đầu là mình ướm trong cái điều kiện lành hoặc là trong cái chỗ mát thì khi bắt đầu dễ sân ra rồi là bắt đầu mình đưa ra trong thì nó sẽ bén nhanh và sẽ về sau hạn chế được cái tình trạng là rụng nụ hơn, bởi vì là khi bắt đầu dễ nó càng nhanh, cái mục đích của cái việc làm đấy là mình làm cho nó dễ càng sớm và nhanh ra thì nó sẽ hút nước và dinh dưỡng được hơn. Bởi vì rụng nụ là gió nó đưa từ ánh sáng này hoặc là nó sẽ không nuôi nổi thì bắt đầu nó sẽ từ đồng nó nhả nó rụng thôi. Thế cái làm rất đơn giản đấy. Thế, ở đây thì chúng ta dùng những cái bùn tới xốp như kiểu như này, xong rồi bắt đầu mình ủ thì khi mà ủ thì chúng ta để sâu một chút cũng được, để cho cái V6 cái củ này cũng như là cái mâm và cái gốc của nó được ẩm và cũng như hạn chế việc là mình bị nó bị thoát nước, nó bị khô củ. Khi mà mình trồng thẳng ra ngoài thì ít nhiều ấy nó cũng sẽ bị mất đi cái phần nước, còn khi mình để trong cái điều kiện lành thì nó sẽ tươi và nó sẽ nở củ rất là nhiều khi mà ướm. Thế chúng ta để chẳng hạn như này hoặc là để dày nhiều hơn, xong rồi thì ví dụ chẳng hạn chúng ta cây trầu này thường trong khoảng 5 củ, nhưng mà khi chúng ta ướm ấy thì chúng ta để khoảng cả dây sát nhau luôn cũng được, xong bắt đầu là mình lôi ra mình trồng 6 đây cũng được. Đấy, như này xong rồi phủ cái mun và mình tưới đậm phủ quá luôn, mình phủ quá cái mun luôn, xong rồi bắt đầu là mình tưới đậm và bỏ. Nếu mọi người nếu trong ít ấy, thì bỏ có thể lông một cái túi bóng như này để nước nó khỏi chảy ra, hay xong bắt đầu mình đút vào cái tủ lạnh của mình như thế này, hoặc là có thể là bỏ vào cái bát hoặc là kiểu thứ tự từ ấy một lần là mình có thể để trong phòng
thu lành hoặc là trong phòng lành khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày sau bắt đầu mình đưa ra, rễ hơi sân sân thì chúng ta bắt đầu đưa ra trong rồi mọi người. Và đấy là cái chậu khi mà ươm mà bỏ vào nhé. Nó khi mà để mình để trong kho ánh sáng nó yếu ấy, thì nhìn nó sẽ nõn nà ngay. Và cũng đây bắt đầu là sân sân rễ rá này nè mọi người. Đây. Tầm tầm như này là bắt đầu chúng ta đưa đi trồng là khá là đẹp. Đây, bắt đầu sân lầm tầm này. Đấy. Đấy, lầm tầm như này, sân sân như này. Đấy. Đấy, như này, khoảng độ khoảng 10 15 phân, khoảng 10 phân trong lập lầm tầm rễ rá là. Đấy. Này chỉ cần tưới một lần xong là nó cứ ướt mãi như thế, bởi vì khi mà lành ấy thì mình tưới nó lại càng cái nhiệt độ nó càng thấp hơn nữa. Thì nó càng thích và càng nhánh ra rễ và cái củ nó trướng to hơn khi mà mình để ở ngoài bình thường của nó luôn. Đấy. Thì đấy là cái một cái phương án mà mọi người có thể thực hiện cũng khá là dễ thôi, bởi vì cái lý luôn được cái là nó củ nó nhỏ thay nhá, nó gòn và không quá chiếm nhiều cái diện tích để mọi người có thể là làm nhá. Trong video này thì chia sẻ mọi người một số cái phương án như thế mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Để chụp máy cái này.